Một nắng hai sương đổi trời đạp đất, bao vất vả bàn tay em lo hết, bao đổi thay anh chưa thể hiểu. Ôi câu ca răng rặn mà thương ta lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu thắm nồng. Khi chợ gió anh vẫn hắng bơi dần rồi, cũng chỉ để thương bơi dần rồi, cũng chỉ để anh khách hát phê không mọi người? Hay đúng không? Thật ra rất là nhiều khách lên âm thanh số trí tâm của bên em test mấy con micro này nè, hoặc là test dàn karaoke để mua sắm á, thì rất là nhiều khách hàng hát hay lắm. Nhưng mà khách nào đồng ý thì em mới dám quay video em đăng ha, chứ không phải người nào mình cũng đăng được. Thì trong một cái mã bộ 3 dòng micro có dây cao cấp đang có mặt tại âm thanh số trí tâm của bên em, thì hát mà em cho rằng là hát phê nhất là em thấy cái con AKG C636 này. Em thấy con này, em thì cá nhân em thì em lại thích hơn cả SM9 của Shure ha. Mặc dù mình có bán, nhưng mà mình thích thì mình nói mình thích ha. Em này thì video sau đi ha. Rồi, cái em này thì sao? Em này thì sẽ nằm ở phân khúc chính giữa, cao hơn là thằng C636, dưới đó là thằng Beta 87 và em Út sẽ là Beta 58. Thì trước khi mình nghe tiếp anh khách hát cùng cái con micro này qua một cái bài hát khác để mọi người cảm nhận như thế nào, thì mình cũng lướt sơ qua về em Beta 58 này ha mọi người. Dòng này thì bên em đã bán đâu đó chắc cũng 3-4 năm gì rồi. Đây nè, hình dáng của cái hộp em nói ha, hàng chính hãng của Tiến Ngọc nha mọi người. Tiến Ngọc ha. Ở Việt Nam mình thì Shure thì có nhà phân phối Tiến Ngọc. Đấy, phiếu bảo hành ha. Tất cả sản phẩm chính hãng đều có phiếu bảo hành nha mọi người. Bên trong thì mình sẽ có một cái alignment để mình bố trí cái loa monitor cho phù hợp với lại từng dòng mic khác nhau. Và cái cùm kẹp mic cũng như là cái bao da ha. Mấy cái phụ kiện thì gần như là ít khách hàng quan tâm. Chủ yếu là mọi người xem nhân vật chính của mình thôi. Đây. Beta 58A. Cận cảnh lại gần chút xíu cho mọi người thấy cho nó rõ ràng. Hy vọng là mọi người nhìn thấy rõ ha. Em nói là như thế vậy. Nhìn kỹ cái chỗ chữ Shure nè, em zoom to lên. Nhiều bác anh thấy trên Facebook cứ hay để ý cái chỗ cái chữ này nè. Thì ok, em sẽ quay rõ cho mọi người thấy ha. Rồi, rõ ràng rồi đúng không? Rồi, em sẽ giữ nguyên hiện trường, em sẽ mở ra bên trong cho mọi người xem. Xem xong đã đời thì mình sẽ quay lại, mình sẽ nghe anh khách feel trên cái con mic này. Rồi anh đã như thế nào hay mọi người. Đó, mua hàng ở bên em thì đảm bảo là ăn ngon rồi đó, ngủ là yên luôn rồi đó. Thì lúc đó thì mình sẽ có sức khỏe, mình sẽ hát nó hay ha. Còn mình mua mà mình lo lắng thì thôi, bỏ tiền cũng vài triệu đúng không mọi người. Con này thì đang sale nè, 4,5 triệu một cái, không bao gồm sợi dây nha mọi người. Ngày phiếu bảo hành là ngày 15 tháng 1, đâu đó cũng gần đây ha. Tụi em lấy một lần thì tụi em lấy cũng rất là nhiều nha mọi người. Mình bán hết mình mới lấy tiếp, chứ không phải lấy cho ngày nào cũng lấy đâu ha. Không phải như vậy ha mọi người, tùy tình huống. Made in China rất là rõ ha. Rất là nhiều khách hàng cứ mê Beta 58 mà Made in Mexico. Thì em không biết bên Mỹ có hay không, nhưng mà em mua từ bên đó về, hoặc là người bạn của em á bên nước ngoài mua trên Sweetwater, người ta xách tay về thì nó cũng Made in China. Còn thị trường Việt Nam mình tìm đâu ra Made in Mexico thì em không biết ha. Mình không biết thì mình nói rõ mình không biết, em không có giấu dốt đâu, đúng không mọi người. Em này thì thuộc loại là Dynamic, có nghĩa là mình hát trên vang số thì mình cắm trực tiếp mình chơi luôn. Còn nếu hát trên mixer số thì không còn gì để bàn, quá đã ha. Thì cao cấp hơn em này thì mình sẽ có là, nếu mà Shure thì mình sẽ có là Beta 87. Đâu rồi, đây nè, Beta 87. À, em này là condenser. Cao hơn em này sẽ có là KSM9 cũng condenser. Còn KSM11 nó chỉ có cái đầu trên thôi nha mọi người, cái capsule bên trên thôi.
chứ nó không có cái loại cái tai mic cầm dây như vậy ha. Thì cái giọng này nè, nhắc tới này mình nói, em này thì muốn hát phải có phanh tông 48V nếu mà xài van số, còn em này thì mình chơi trực tiếp ha, cắm trực tiếp vô van số hát được liền luôn, xem đã rồi đúng không mọi người? Rồi bây giờ mình sẽ nghe ha. Kính mời toàn thể quý khách hàng cùng lắng hồn lại, rồi mình sẽ thưởng thức một cái bài hát do khách hàng của âm thanh số Lý Tâm thể hiện thông qua Mixture Beta 58A. Loa sẽ là RCF RT910, giá khá mềm ha. Mình sử dụng qua mixer là Mackie, đây là 16S. Rồi, thấy thích thì cho một like nha mọi người. Chưa đặt tên cho một chuyện tình, cho mai sau đời đem giao đêm gom mây trời em may áo trắng chú chát niệm cho kính yêu đương để em còn nguyện tiếng băng để tàn cho một chuyện tình mong manh như hạt sương tan trên lá mong manh loài hoa tươi sắc máu hoa chớm nở khi sáng tinh mơ hoa cúi đầu trong tối anh trách anh thôi cay đắng nào nên trách